Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn mẹo chữa chín mé một cách đơn giản và hiệu quả, nhanh chóng giảm tình trạng sưng tấy, đau nhức, mưng mủ của bệnh chín mé. Bệnh chín mé hay còn gọi là bệnh sưng tấy móng tay móng chân, gây ra ngứa đỏ đau nhức. Để lâu ngày thì sẽ mưng mủ và có thể dẫn đến nhiều cái biến chứng nguy hiểm như là viêm xương, viêm khớp, nhiễm khuẩn, huyết. Rất là nguy hiểm. Nguyên nhân gây ra bệnh chín mé là do các bạn đi vào nơi có bùn đất, cát, rắc vào khe móng tay của móng chân, gây tổn thương da thịt và gây ra bệnh. Hoặc là do các bạn đi cắt móng tay móng chân, gây tổn thương thì cũng gây ra bệnh. Trong dân gian thì cũng có nhiều mẹo chữa chín mé như là sử dụng lá ổi lon, hay lá đu đủ, hoặc là sử dụng chanh. Nhưng mà trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chữa chín mé bằng gen chi hoặc sử dụng tô magenta. Hai loại thuốc này chuyên để sử dụng để chữa lấm, ngứa hoặc sử dụng chữa ghẻ rất là tốt. Để chữa trị chín mé thì các bạn nên sử dụng kim chọc mủ ở bên trong ra, sau đấy các bạn lấy tăm và quấn một ít bông vào, các bạn cho bên trong, các bạn lấy mủ ra, lấy hết mủ ở bên trong ra, sau đấy các bạn cho gen chi hoặc là tô mắc vào bên trong, sẽ làm mát dịu và giảm sưng tấy một cách rõ rệt, nhanh chóng. Thuốc còn có tác dụng tiêu diệt các cái vi khuẩn gây bệnh như tụ khuẩn vàng hay là vi khuẩn gây mủ. Các bạn chỉ cần cho gen chi vào chữa 2 lần thôi là khỏi. Cách khoảng 12 tiếng thì các bạn bôi thuốc 1 lần. Mình cũng từng bị chín mé rồi, mình cũng sử dụng gen chi để chữa trị, mình thấy là rất là thích, mát và giảm sưng tấy một cách rõ rệt. Mình còn sử dụng gen chi và tô mắc để chữa trị nhiều các vết thương hở gây sưng tấy, viêm rất là hiệu quả. Còn có một cách khác để chữa trị bệnh chín mé đấy là sử dụng củ hành tím. Mang củ hành tím đi lướng chín, sau đấy các bạn đập dập ra và băng bó vào vết thương của chín mé thì cũng làm cho tình trạng sưng đau của chín mé giảm đi rõ rệt. Nhưng mà mình thích sử dụng gen chi hơn vì gen chi làm mát vết thương và làm giảm tình trạng đau nhức rất là nhanh. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và chúc các bạn thành công.